Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bé An t 8 tuổi, ngủ tại địa phương đã tử vong khi rơi xuống giếng sâu. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trong lúc chơi đồ trước nhà, cháu L.A.T không may rơi xuống giếng nằm bên hông nhà của gia đình. Nghe tiếng tri hô, ông ngoại của T nhảy xuống giếng cứu cháu, nhưng do giếng sâu gần 20m khiến người ông bị ngạt khí rất may được người dân và lực lượng chức năng đưa lên khỏi giếng kịp thời. Nhận tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Phước điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án cứu nạn. Sau 20 phút đã dớt được thi thể cháu bé